bắt đầu cuộc hành trình đi đến cột mốc. Cột mốc rồi mình đi xuống chỗ cua đó rồi mình đi anh. À là chút nữa là mình đi. Dạ, chỗ cua nè em dài thuyền thẳng rồi mình xuống chỗ cua mình đi. À ok. Đây là cái cột mốc gì anh? Đây cái này là điểm cuối đường Hồ Chí Minh. À đây là điểm cuối đường Hồ Chí Minh. Điểm cuối đường Hồ Chí Minh. Nhanh quá nghe. À chào Trực nghe, chào Trực, chào Lá Thế Kiệt. Lá Thế Kiệt mày nhanh ghê nghe, tranh thủ. Đây đây là hình ảnh đặc sản Cà Mau đó. Cà Mau anh ơi, em tính điện anh có đoàn này đi nào. À, kêu anh rước con đi đâu? Xe okay. Điện đi, chú đi đâu á? Mấy người? 4-5 người đến chưa? Đây đây đi con bốc chưa? Bốn mốc chưa tới đâu. Bốn người đi hết vòng đi về luôn là anh nhiêu anh? Dạ của mình 20 ngàn anh ơi. 20 ngàn thì xe đi có xe nhỏ ra bác, 4 người đi xe nhỏ bác. À. Dạ. Xe cháu không chở 4 người. Dạ, dạ, dạ. Tới chỗ cuối cùng chưa? Dạ, chưa, chưa. Đâu, chưa. Đây 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 dừng trạm dừng nghỉ, trạm dừng nghỉ. Trạm dừng nghỉ. Bắt đầu. Hướng dẫn viên à. Đồ rừng à, rừng là rừng nguyên sinh. À đây là rừng nước nguyên sinh nha. Đây là rừng nước nguyên sinh. Thôi mình cố gắng quảng bá hình ảnh. Cột mốc là đi hướng này hả? Còn đó là cái gì? Cột cờ. Cột cờ. Tí nữa bác đi xe đường đấy, khoảng hồi rồi đấy, 100 mét. À. Mình như vậy là mình tính biên giới là mình tính thế nào? Đây đúng rồi, là cái cột đó luôn đấy. Biết rồi nhưng mà như phía sau là không của mình hết, đất của mình ra biển ra 200 hải lý là của mình vẫn của mình. À nhưng mà cột mốc của đất liền thôi. Đúng rồi, đất thật là tới đây thôi. À. Cái chài của chú ba lô rớt ra. Ờ, gặp mấy báo cựu chiến binh nữa nè. Đây rồi. Chào mấy báo cựu chiến binh. Hả? Quảng Nam. Miền Trung, trong đèo Hải Vân. Còn các bác chắc bên ngồi. À. Từ từ. Cột cờ bên kia, đây là cột mốc. Cái này giữa cột mốc. Cái này cột mốc mà. Nó đi một bên, ta đi nhanh lên. Chuẩn bị nhanh chóng. Rồi. Này. Vào phát để vào chú. À hay là có cái kiểu này. Không phải đâu, để cho một cái. Chúng chúng ta xong rồi đi ạ. Ôi trời ơi, quẩy đẻ cho em một cái mình đã. Trời ơi, giời ơi. Khó đưa đến lượt mình chụp ở cột mốc lắm.
cho nên mình đi quanh quanh đó đã. Nắng. Em là đắp mũi Cà Mau rê phép là cái gì vậy? Móc tổ độ quốc, móc tổ độ quốc gia à. Là trong tôi vượt riêng một đấy, ở đây đây đúng rồi. À, chút nữa mình tới cột cờ. Cột cờ đây là nắng quá. Mặt sau, mặt sau. Không, không, không một. Đoàn chúng mình rất là nhiều người mà mỗi người là một. Đây là mặt sau nghe, mặt trước họ bận chụp hình quá, mặt sau của cột mốc này. Còn phía trước là đoàn ở ngồi bác vào. Xung quanh đây là rừng đước nguyên sinh hết. Cái đước nguyên sinh nó to dễ sợ à. Thế. Người đi. Rồi để từ từ chụp. Để cái ó xuống đây mới chụp được. Để hết đồ xuống lại đây. Họ chụp phía trước, mình chụp phía xa. Như nhau mà. Ờ, không, phía trước nó khó, cái tổ đội nó khó gì chứ. Mỗi chụp đại đi. Ờ đúng rồi, mỗi người một tấm. Mỗi người một tấm ở đây. Đây một tấm đi thì phải lấy cho được cái chữ này. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, đúng không? Như nhau. Như nhau đi. À, số à. Như nhau. À, thì đúng rồi, một điểm mà. Xích ra chụp từng người. Bên kia mới thấy được gương mặt. Ờ. Bên này nó ngược ngược xoắn, bên này nó ngược xoắn. Lát chụp mấy bên kia qua. Ờ. Bên này nó y cái mặt trời nó chiếu vào. Nắng chói chang luôn. Rồi đến đoàn Hiệp Đức đây, đoàn Quảng Nam, Quảng Nam. Xin đoàn Quảng Nam. Em chụp giùm anh cả. Chụp giùm cái đi. Rồi chụp đi. Rồi dạ. Mượn kia, đưa mượn kia. Đấy đưa cầm đứng đằng sau cầm. À, nhiệt tình thế. À, nhiệt tình thế. Chụp đi. Ủa mà anh rồi nhìn máy lên, nhìn máy luôn. Rồi giải phóng mà. Trời ơi, bà không biết cờ này nữa thì bà chưa sống ở thế nào thế. 575 giải phóng cờ này đây. Rồi ok. Rồi nhìn mấy ảnh. Có cần lấy thẳng không? Lấy thẳng chứ. Lấy thẳng đi. Làm được chưa để. Cho mỗi người một cái đi, Mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Nhìn trước à. Còn không thì thôi tôi ngồi đây được không? Tôi ngồi đây đây anh. Được chưa? Nắm. Rồi vô này. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi ok. Rồi. Ủa, mình cái cho mình cái nữa đi. Dạ cho thủ em mà cho thủ. Đánh thủ. Rồi xích ra trường để mỗi người một cái đã. 3, 2, 3. Ok. Rồi tôi một cái nữa chứ. Mỗi người một cái, mỗi người. Ngồi xuống đây. Thì đấy. Em chưa ngồi. Ngồi nãy chụp rồi mà. Ngồi là chụp ba người. Hồi nãy ba người. Con cũng đâu quen đâu. Nhanh đi, bấm thao tác nhanh đi, rẹt rẹt hai ba cái. Rồi. Rồi đây lấy chứ anh chưa. Thoải mái, thoải mái. Rồi, ok. Rồi. Quá không có thời gian để chụp hình luôn. Đó. Nước. Phải ngồi hai bên nó mới thấy. Quá. Một cặp tới cỡ. Ok. Rồi, nước à.
Rồi bây giờ thì là mình qua trụ cờ phải không? Hay là mình đi qua đây? Qua nó làm cá rồi qua đây bên kia. Bên cột cờ dưới đó có hai ba cái đền của à có đền dưới đó nè. À. À rồi rồi đi qua đền Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chắc là người xem sẽ không thấy nó. Vì để đỡ tội. Không biết sao chứ hồi trước cái tour cano của nó nhiều khách phản hồi. Giống như là nó chạy cho có gì đó xuống nó chạy chừng 15 phút là rồi. À, đi dàm nữa là rồi đến như vậy. Không nhưng mà nó kêu 45 phút thì mình đi phải đi đủ 45 phút mình về chứ. Thì nó nói thời gian là 45 phút mà. Mình ký hợp đồng đủ 45 phút là đi về. Mình đi không cần hết 45 phút mình đi về cũng được. Nói thì lúa là sợ phải đi về trước thôi. Đồng chí Trần Thanh Mẫn à ngồi dưới đây. À cái đây là tạng hả? Trồng lưu niệm. Ông mới đâu, ông trồng có cây nữa mới có. Không thấy đường để đọc bình luận luôn á, nắng quá. À mỏi chân chưa hả em? Quá mỏi luôn chứ nhưng mà nắng mỏi mà. Ê. À. Là cột cờ. Đoàn nó đông là không có. Đi cái giờ này đến đây nó nắng quá. Nó không có chụp hình, nó không có đẹp. Không mênh mông thế này. Cái rừng nước đẹp quá. Rừng nguyên sinh nhìn vô là cái sức sống nó khác liền hề. Bây giờ từ trời thời tiết này mà chụp hình là nó không có đẹp. Đèn nữa là nó nằm phía sau cột cờ. Dạ, ở dưới sát biển dưới chứ. À. Rồi, mình sẽ đi ra đèn Lạc Long Quân và Âu Cơ. Vào trong cái làm trụ cờ luôn ha. Làm trụ cờ luôn. Đây là cửa chính cột cờ chứ không phải cửa chính điện. Cửa cột cờ. Trong này là một cái lồng. Nó mót. À, ở đây là có cái gì? Vật phẩm lưu niệm này, thôi xí nữa quay lại. Xí nữa quay lại coi cái vật phẩm đó. Đây là cái mô hình này. Mô hình hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trong này là cái gì? Có cá lát nè, ếch nè, cái con này là mình không nhớ tên gì, cũng có gì nè. Trong đó là vịt nè,
cò trắng này, cò sáo này, tròm, con này con vọt hả, khỉ. Không có cái lễ, vỏ lễ nó không có. Vỏ lễ nó không có mà nó rút trong rừng tròn mà. Đi vô rừng đó bắt lễ chứ. Ở trong rừng đúng không? Ủa, đám cửa rồi. Không có mở được. Rồi ngồi này. Ra đây nè. Tín ngưỡng dân dân. Tín ngưỡng dân dân là lăng sư rồng ha. Ở đây là có người Khmer không hả? Đâu có người Khmer không con? Cái này người Khmer như này. À. Sóc Trăng trời dân miền. À. Tập đi cũng có. Như vậy người gốc dưới này là người gì? Người ở Cà Mau này đa số là người Kinh mình. À. Cho nên là ở toàn thành phố chỉ có một cái chùa Khmer một duy nhất thôi. Ít người. À. Cái này là di cư á hả? Hải sản, con cua con mực. Rồi cái này đại khái còn chút nữa là mình sẽ ra mình đi rừng gặp bạn luôn. Đúng không? Bây giờ chỉ đi kiếm đèn, đi tới đèn. Lối nào em? Đâu có lối ra. Có một lối xuống thẳng xuống cái cánh biển. Hồi nãy có gác một cái cổng, có lối có barrier kìa. Có lối barrier kìa. Đây là chắc là cái lối để đi xuống cái khu rừng á, phải đi vào không tới đâu kia. À, có lối đi qua đây được nè, chỗ đi đây này, nhưng mà gian dài rồi. Cái này có đường ra nè. Không có, không có lối đi. Tuấn chụp cái hình cầu cờ chứ. Ê. Đông quá thế này, có chụp hình là còn thấy khó. Đi thang đó chú, cái thang trụ ở giữa. Đây là đường ra đi là con Vương Lao Ca hả? Dạ. Dưới này là có cái con cá gì quen rồi? Cá thòi lòi chứ. À, cá thòi lòi. Thế? Chua. Xuống dưới chút là có nước đây. Cái lỗ lên là cái hòn của anh. Cái hòn. Đợt đó còn có chở khách mà có nhà bà con gần dưới này nè. Cũng có đi xiên gừng mà nhỏ lại. Mà của nhà người ta chở luôn á. Cũng im á. Nói chung trải nghiệm là cũng hợp lý.
không, mình trải nghiệm, mình phải trải nghiệm cái chứ. À con cá, ăn cá, ăn cá. Đây các bạn, con cá đây, cá thật là. Cá quán nó bán. Quá trời luôn, cá nước là nhiều lắm. À.